Để chờ bữa nay mới mới coi năm sao bia nha. Nãy mình bấm tay canh cây Hải Châu nè. Rồi đến chơi trái mà rồi anh em nhìn vô giờ đã chín quá rồi nè ha. Giờ phải bấm bỏ nha. Đây gọi là đây là bấm dữ lắm nè. Chín dữ lắm nè ha. Dù như cái trái của nó có 10 quẻ thì nó chín còn 5 quẻ, còn lại 5 quẻ là anh em chơi được 5 quẻ thôi, còn như bấm bỏ hết đi. Nghĩa là thấy nó chín chùm gì, nó chín như thế này nè. Nó chín còn tỷ lệ 50% là chúng ta bắt đầu chúng ta bấm bỏ. Chúng ta không có để quý anh em, để nhiều nó suy canh nếu mà anh em không biết dưỡng. Thì ở đây mình chơi đất Nhật nên là ví dụ như cái cây này anh em có thể để nó chín hết luôn cũng được, không sao hết. Bởi vì là mình chơi đất Nhật mà thì nó đầy đủ dinh dưỡng hết á. Còn ví dụ như một số anh em mà người ta chơi cái dòng đất cát và đất phe rồi đó, cái độ dinh dưỡng nó thiếu á, mà anh em chơi gì kiểu gì là nó suy cây hết, là bỏ hết luôn nha quý anh em. Nó sẽ ưu tiên nuôi những cái cành nào phát triển nhất, còn những cành nào ấy nó sẽ khô lại. Ví dụ như trong những cái cành này nó sẽ khô đó. Thì bây giờ là mình chia sẻ hướng dẫn quý anh em là mình bấm bỏ tay cành khi mà sau chơi xong hết một trái nha quý anh em. Anh em phải biết dưỡng lại cây, nuôi lại cây, chứ không chơi xong rồi nó suy luôn, coi như là coi như không biết cách nào đường nào để lăn là hết nha. Đó. Rồi bấm như thế nào? Ví dụ như cái cây này là cái form nó lớn này. Anh em muốn nuôi lớn thì chúng ta bấm cái đầu ngọn này cỡ khoảng 2 mắt lé xuống, 3 mắt lé xuống bấm hầu nè. Còn anh em muốn mà bấm mà để bấm giật vô thì chúng ta phải bấm giật sát ở những cái cành này, chúng ta phải bấm bỏ ở đây nè anh em ha, bấm bỏ đây luôn. Ví dụ vậy. Đó. Thì cái đó là những hai cái cách để chúng ta chọn chúng ta bấm tới cành. Rồi một số anh em thắc mắc là hỏi là bây giờ sen cái dòng lá rí siêu rí này, người ta nói chỉ cần người ta nói siêu rí hoặc là lá rí thì cái đó mặc định sau này về nó sẽ sen như thế này nha quý anh em. Đầu sen đó nè, anh em thấy chưa, nó sen nó xoắn đó. Thì nên anh em mình khỏi phải bàn cãi là ấy, nhưng mà với điều kiện nó là cây hàng đảo, bây giờ cần cây hàng núi thì thua. Anh em cần nhu cầu tư vấn về Hải Châu hay là giao lưu giao dịch cái gì đó, alo cho mình với số điện thoại Zalo 0932411987. Cây này dạng xương ác lắm quý anh em. Chưa? Xuống nè. To là chứ không nhỏ nữa nha quý anh em. Quay trong máy nó nhỏ vậy thôi. Ngồi thực tế nó sẽ lớn hơn một chút nha. Chiều cao của nó mà tính từ mặt chậu lên bây giờ nó đã khoảng 90 rồi đó. Xin lỗi mấy em, từ mặt chậu lên đây nó khoảng 70, tính từ cái chậu nó 90. Em thấy con người đứng là bò to đâu. Tầng ngang của nó gần 65 rồi. Cây lớn nha quý anh em, cây này hai người khiêng nha. Trái dàn trái của nó bây giờ phải bấm bỏ hết. Chưa? Bấm. Đó. Rồi bây giờ mấy cây nào mà có vẻ cây và trái như những cây ngồi kia nè. Phải bấm bỏ luôn quý anh em. Không có để nha quý anh em. Để là nó hư nó suy cây hết. Rồi không biết cách chăm. Rồi sau khi với điều kiện là giờ bây anh em bây giờ chuyển qua các Nhật hết thì quy trình chuyển qua các Nhật trước mình có làm video clip rồi. Chuyển qua các Nhật để chúng ta chơi lâu hơn. Bây giờ nếu mà chúng ta bấm sớm hơn thì chúng ta sẽ chơi được một cái mùa trái tiếp, ví dụ như cái mùa từ đây tới tháng 10 âm. Cuối tháng 9, đầu tháng 10 âm thì chúng ta sẽ chơi được một mùa trái nếu chúng ta bấm. Và với điều kiện là cái cây của chúng ta là phải đất Nhật đất đồ đầy đủ đàng hoàng hết thì mới đâm đồ ra nó mới kéo thêm một cái mùa quẻ đó nha quý anh em. Một số anh em cứ chơi kiểu đất khắc chay hay là cái chậu của người ta chuyển về sao anh em chơi vậy thì xin lỗi với anh em là khó lắm. Và với những cái điều kiện thứ hai nữa là cây đó phải cây hàng đảo, dòng nó sai trái. Thì còn cây hàng núi hàng đồi nó cái tỷ lệ nó ra khó lắm quý anh em. Hoặc là cây Hải Châu lá trung lá to lá bé là cực kỳ khó nữa. Bây giờ thì chúng ta bấm để dưỡng cái cành đó ha. Ví dụ như cái cành trong này anh em coi nè, nếu chúng ta không bấm thì trong này nó sẽ suy cái phần cành này nè, suy hết nha quý anh em. Nó sẽ ưu tiên nuôi những cái phần ở ngoài này tươi sung mãn nè, nhưng mà nó sẽ suy phần trong. Anh em để ý nha, những cái đọt cành của nó có trái này, anh em nhìn thấy cái lá của nó cảm giác không sung ha. Tuy nó vẫn xanh bình thường nhưng cảm giác nó rất là yếu, nhưng mà bên cạnh nó nứt những cái đọt lá rất là xanh cành sen, anh em thấy chưa đó. Thì anh em hiểu là những cái chỗ này nó sẽ chia đi cái lượng dinh dưỡng rất là cao, còn cái những chỗ này thì nó phát triển này buộc nên bấm để cho nó nứt đọt này, nứt đọt tiếp tục là để nó kéo thêm những cái đọt hoa mới đó. Thì cái anh em chơi Hải Châu anh em hiểu về nó một chút, nghĩa là anh em hiểu được nắm được cái quy trình của nó, anh em chơi rất dễ dàng, không có gì khó cả đó. Thì chúng ta chơi chúng ta canh cái độ trái cỡ gì nè, độ gì, nếu mà dù như anh em đất Nhật anh em chơi luôn, còn nếu độ trái cỡ gì là anh em bấm bỏ hết, không có để cho nó nhiều nó suy đó, nó suy cây hết
nó rất là yếu cây ha. Mình chơi đến một cái mức độ vừa thôi. Ví dụ như chơi mình cây cây này, nếu anh em có xem clip thì từ lúc nó nở hoa cho đến lúc đây đã được khoảng 2 tháng rưỡi đâu, thì thôi bấm bỏ đi, không cần chơi thêm vài tuần nữa, đủ 3 tháng mấy đâu thì vẫn được. Nhưng mà với điều kiện anh em phải kỹ thuật cao, biết chăm biết đồ, ví dụ như vườn mình rồi vậy. Nhưng mà vườn mình thì cũng không dám, nó mình phải nuôi để nó cái tay chi nó sung, chơi rồi bắt đầu là suy rồi không cứu được. Như cái đây anh em hôm trước thấy trái rất phơi nha, bấm nét hết ham, bấm hết rồi, chỉ bữa nay nó sẽ nứt là rất đẹp nha quý anh em, nứt được non lại, nó sẽ dày lại, cái form tàn này sẽ dày lại, nó rất là đẹp. Bây giờ bấm tỉa xương tỉa đồ để ánh nắng nó chiếu rọi vào trong những cái gian xương ngóc ngách đây nè anh em ha, để nó bắt đầu là nó sau này nó sẽ khỏi bị hư ha. Bấm luôn trong ngóc trong ngách để bấm nha quý anh em. Rồi anh em nhu cầu tư vấn về cái hải châu gì đó, hải châu gì đó alo cho mình về số điện thoại Zalo 0932411987 hoặc là Viber nha quý anh em, hoặc là gọi trực tiếp. Đó, mình đọc số điện thoại Zalo Viber hoặc là gọi trực tiếp cho mình, hoặc là nhắn tin SMS về số điện thoại 0932411987 quý anh em. Đó, để dành cho những anh em nào thực sự cần nha. Đấy. Rồi, cần giao lưu, mua bán, giao dịch gì đó về hải châu thì alo cho mình ha, mình chuyên về hải châu với xem trái nha quý anh em. Rồi, cảm ơn quý anh em rất nhiều. Chúc quý anh em mình một buổi sáng vui vẻ nha.